Hello, chào tất cả các anh em. Chào mừng tất cả các anh em đã quay trở lại kênh YouTube Chuyên về hàng nội địa và âm thanh bãi của Nhật Audio. Trong video hôm nay, Nhật sẽ mang đến cho anh em là một đẩy. Con này là hàng nồi của Nhật Bản, đến từ thương hiệu của B&B và sẽ có thêm model là DA3000. Đây, con này là hàng Nhật vừa mới về hôm nay luôn anh em ạ. Về hình thức, về ngoại hình phải nói là mới đẹp tinh tươm trên 95%. Đây, mời anh em cùng nhìn xem qua về hình thức cũng như về thiết kế sản phẩm. Đây, thiết kế mặt trước sản phẩm thì sẽ bao gồm một nút nguồn và hai volume cho hai channel, channel A và channel B. Còn ở đây thì nó sẽ là cái đèn LED. Khi mà anh em mở volume càng cao thì cái đèn nó sẽ càng sáng nha anh em. Thiết kế con này phải nói là không có điểm gì để chơi luôn, nhưng mà rất là đẹp và bắt mắt. Giá con này vẫn phải nói là cực kỳ rẻ dành cho tất cả các anh em luôn. Chỉ với 5.200.000 đồng. Và anh em muốn mua thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với Nhật qua số điện thoại hoặc qua Zalo của Nhật để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhé. Đây, mời anh em cùng xem qua về mặt bên của sản phẩm. Mặt bên của sản phẩm thì nó sẽ có cách điều và có lỗ tản nhiệt cho anh em. Đây, mặt sau của sản phẩm. Mặt sau của sản phẩm thì trung tâm chúng ta sẽ thấy một cái quạt tản nhiệt nha anh em. Đây, gió thổi rất là mát bên, nhưng mà quạt này có thể làm mát linh kiện ở bên trong rất là tốt luôn anh em. Bên đây thì sản phẩm thì sẽ trang bị chúng ta hệ thống là 4 chặt loa nha anh em. Anh em có thể xỏ dây vào cái lỗ ở phía trên hoặc anh em cắm được bắp chuối cũng được. Cái cấu hình này anh em rất là thoải mái để chơi với 2 cặp 3 tấc. Và anh em chơi với một cặp 4 tấc thì chơi cũng rất là ok và dễ dãi anh em. Cấu hình của này phải nói là cực kỳ là tốt. Đây, bên đây chúng ta sẽ thấy là sản phẩm thì nó sẽ có hai cái cổng mà cắm dây AV. Và nhiều sẽ tập luôn cho anh em hai cái dắt chuyển 6 ly AV để anh em cắm vào. Và anh em có cái Canon mà anh em chơi ở bên Canon cũng được nha anh em. Đây là tem sản phẩm. Đây, con này có hai chế độ chơi là mono và chơi stereo. Con này là B&B model DA3000. Con này sẽ có dòng điện 220-240V và dòng điện mà nó sẽ xuất vào thị trường của châu Âu nha anh em. Công suất của sản phẩm là 330W, một công suất rất là lớn trong cái phân khúc giá này rồi. Nhưng mà con này được sản xuất tại Nhật Bản nha anh em. Đây, bên này được sản xuất tại Nhật Bản. Đây, bên này nó sẽ có một cái tem Made in Japan nha anh em. Đây, Made in Japan. Rồi đất này chứ là được kế tại Nhật Bản thôi nha mà. Kế và sản xuất tại Nhật Bản luôn. Và con này nó xuất châu Âu, anh em sẽ thấy là dòng điện nó là 220-240V nha anh em. Rồi, và bây giờ mình sẽ test luôn cấu hình của con này nha anh em. Nói chung thì đối với bất kỳ sản phẩm nào thì việc test về khả năng chơi của nó là quan trọng nhất anh em à. Còn việc nó ghi về thông số kỹ thuật là bao nhiêu watt hay là hết ở bên trong thế nào cũng quan trọng. Quan trọng là chúng ta được test xem nó chơi với loa lớn thì nó đánh được bao nhiêu. À quên, và phần nội thất ở bên trong của sản phẩm thì cần phải nói là mới đẹp lung linh luôn anh em à. Con này nó sẽ trang bị cho chúng ta là một tăng phô phải nói là cực kỳ lớn, hai tổ đập nguồn rất là to. Và nằm bên trong thì không có những gì để chơi nữa, nhưng mà với dòng sản phẩm mà thiết kế bởi kỹ sư Nhật thì Nhật luôn luôn tin tưởng là về cấu hình của sản phẩm. Rồi, và bây giờ Nhật sẽ bằng ngay bài test luôn sức âm của anh em. Và hiện tại Nhật đã kết nối cả dây loa và cả dây AV của sản phẩm rồi nha anh em. Và hiện tại Nhật đang chơi với một con khủng long với một cấu hình và nó là siêu khủng, đến từ Harbinger nha anh em. Đây là một cặp loa mà sẽ có 2 bass 40 và chất kèn. Đây, mời anh em cùng thưởng thức sức âm nha anh em. Đây, Nhật sẽ test từ channel luôn. Đây là channel A. Channel B. Nó chưa rồi các em ạ. Phường hay cơ
BNB DA3000. Thì đầu tiên thì anh em thấy là Nhật đang chơi với cặp loa mà có 2 bass 40 và một chiếc kèn công suất phải lên đến tầm cả 1000W nha mà. Nhưng con này đánh phải nói là cực kỳ là tốt anh em ạ. Được mới đây mở ở mức là 9 giờ thôi, chỉ là khoảng là 30% hiệu năng của con này, nhưng mà nó đánh với cặp loa khủng nghe và nó là cực kỳ là tốt anh em ạ. Chơi về khả năng phối ghép thì con này phải nói rất ok. Nói chung mình đánh giá sản phẩm đều dựa trên một cái tiêu chí, đó là về ghép vào chơi, chứ không phải là lấy công suất của con này. Ví dụ như con này là 330W và cặp loa kia là cả 1000W, rồi cộng trừ xào nấu thì nó sẽ ra được con này đánh được tốt hay không. Mà mình luôn luôn nhìn vào thực tế là ghép vào chơi ok thì nó ok nhưng mà. Và điều thứ hai là về xích âm, anh em nghe là con này ghép với cặp loa đó thì bass bên chép nghe và nó là cực kỳ là dồn dập và tái hiện là rất là sống động anh em ạ. Con này anh em chơi những dòng nhạc vàng, anh em chơi những dòng nhạc mà mạnh, nhạc sàn gì đó thì con này vẫn chơi rất là tốt, rất là ok. Karaoke với con này khỏi không phải bàn anh em ạ. Còn một điểm là thế con này nữa là con này xài dòng điện 220V. Dòng điện này anh em không cần phải mua thêm ổn áp và anh em cắm vào dòng điện ở nhà trực tiếp và chơi thôi thì anh em sẽ đỡ lăng tăng hơn. Ví dụ như anh em mua ổn áp đi, nếu mà anh em mua ổn áp mà anh em mua những cái ổn áp mà thấp ký quá thì anh em chơi sẽ bị chồi sụt, hoặc anh em ghép quá nhiều thiết bị thì cũng sẽ có một thời điểm nào đó mà ổn áp nó hoạt động không ổn định thì nó sẽ bị chồi sụt, thì nó sẽ gây ảnh hưởng khi mà anh em nghe nhạc hoặc là thậm chí là karaoke. Rồi anh em thấy sao về sức mạnh của cục đẩy này thì hãy để lại một bình luận ở bên dưới video. Cảm ơn anh em đã dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu anh em thấy video hữu ích thì anh em phải đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần tới.